Cùng sở hữu mức giá 24 củ ngang với Apple Watch Ultra thì Garmin Epic Gen 2 có gì hay? Garmin Epic Gen 2 có mặt kính Sapphire, khung viền Titanium vô cùng cao cấp bền bỉ nhưng không kém phần sang trọng. Màn hình AMOLED cho độ nét cao, độ sáng tốt trên trời dưới bể, lúc nào cũng hiển thị được. 1001 tính năng thể dục thể thao chuyên sâu được tùy biến để phù hợp với từng môn. Tính năng Stamina theo dõi thanh thể lực của anh em, xem đã đến lúc chạy tiếp hay chưa, hay là ngồi nghỉ thêm tí nữa. Up Ahead giúp anh em nốt lại những cái vị trí trên đường đua, biết chỗ nào là có trạm tiếp nước để mình dừng lại đúng chỗ. Dành cho anh chị em nào yêu thích môn thể thao quý tộc, Garmin Epic Gen 2 có khả năng lưu lại các bản đồ sân golf, định vị GPS cực chuẩn với công nghệ định vị đa vệ tinh Manti GNSS đi kèm với các tính năng an toàn như là Live Track cho phép anh em theo dõi vị trí của đồng đội. Và đặc biệt là pin của em Garmin này cực trâu, có thể lên đến 21 ngày chứ không phải là như cái con Ultra nào đấy.